ca trực của phòng kỹ thuật thuộc công ty cổ phần xi măng Quán Triều ngày 27 Tết. Các cán bộ kỹ thuật chú tâm theo dõi từng diễn biến nhỏ của dây chuyền sản xuất qua hệ thống màn hình. Tuy nhiên dường như vẫn có phảng phất không khí háo hức phấn khởi khi ngày Tết đang cận kề. Nhưng công việc là vẫn hoạt động như bình thường, như ngày thường. À, mọi người Tết thì cũng vui là cũng được thêm nhiều thứ nữa, ăn là có tăng rồi cũng thưởng thêm cho anh em. Năm 2022 là một năm nhiều khó khăn với ngành sản xuất xi măng cả nước, trong đó có công ty cổ phần xi măng Quán Triều. Tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, đơn vị đã nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết quả công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được sao. Công tác tập kết chuẩn bị nguyên nhân vật liệu phục vụ quá trình sản xuất thì công ty cũng đang triển khai và đã đầy kho. Còn trong dịp Tết thì đối với dây chuyền lò thì chúng tôi vẫn duy trì hoạt động bình thường. Còn các công đoạn khác thì chúng tôi đang triển khai sửa chữa bảo dưỡng để cho một cái mùa tiêu thụ tiếp theo. Nhộn nhịp khí thế sản xuất những ngày cuối năm cũng ghi nhận tại công trường xây dựng đường liên kết vùng. Đoạn đường này do công ty 319 Bộ Quốc phòng đảm nhiệm thi công với chiều dài trên 30 km. Trên các khu vực được bàn giao mặt bằng, các mũi thi công vẫn miệt mài đẩy nhanh tiến độ trước, trong và sau Tết thời gian Tết các đơn vị mà có cái phạm vi thi công đảm bảo để thi công được thì sẽ vẫn triển khai 50% quân số. Còn những đơn vị không chưa không có mặt bằng thi công thì thì thực hiện là nghỉ Tết xong đầu đầu năm là ra quân đồng loạt để, theo cái tiến tiến độ giải phóng mặt bằng. Với đặc thù và yêu cầu của nhiệm vụ, rất nhiều đơn vị doanh nghiệp vẫn sẽ tổ chức sản xuất xuyên Tết lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã quan tâm chăm lo đầy đủ các điều kiện về vật chất và tinh thần qua đó góp phần động viên người lao động yên tâm phấn khởi lao động sản xuất